Vừa qua, những hình ảnh của mẫu xe máy số Daiichi Sirius 110Z bất ngờ được đăng tải trên nhiều hội nhóm, về xe, và thu hút được không ít sự chú ý từ phía người dùng. Được biết, Daiichi Sirius 110Z là mẫu xe nằm trong cùng phân khúc xe số phổ thông với Honda Way, và hiện chỉ được phân phối tại thị trường Malaysia. Mẫu xe Daiichi Sirius 110Z đã được giới thiệu từ nhiều năm trước, nhưng mãi đến nay mới nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, với loạt nâng cấp ấn tượng trong cả thiết kế lẫn trang bị. Daiichi Sirius 110Z, có tên gọi giống với dòng xe máy số Sirius đang được Yamaha phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, kích thước lớn hơn và được hãng xe Malaysia tạo dáng mềm mại, mượt mà hơn, tương tự phong cách của dòng xe Yamaha Jupiter. Xe có 4 tùy chọn về màu sắc, bao gồm màu đỏ Pernai Phon Red, màu đen Galaxy Night Black, màu xanh le Mườn Green Metallic và màu trắng Pern White. Sirius 110Z được Daichi trang bị đồng hồ hiển thị dạng xếp lớp, kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình LCD. Xe sở hữu số đo dài x rộng x cao là 2200 x 680 x 1040 mm, chiều dài cơ sở 1250 mm và trọng lượng 97 kg. Bình nhiên liệu dung tích 4,3 lít bố trí dưới yên xe. Bên cạnh khả năng vận hành bền bỉ, Daiichi Sirius 110Z còn ghi điểm khi sở hữu nhiều trang bị hữu dụng. Mẫu xe số này được trang bị lốp trước 79-17 lốp sau 80 90 17, cụm đồng hồ tốc độ kỹ thuật số, phanh đĩa trên cả hai bánh trước sau, vành thể thao hay phục ống lồng ở phía trước. Được định vị ở phân khúc xe máy số phổ thông, Daiichi Sirius 110Z chỉ được trang bị đèn halogen, mâm đúc 17 inch trên cả hai bánh. Phanh tăng chống trên bánh sau, bánh trước sử dụng phanh đĩa nhưng không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Daiichi Sirius 110Z lắp động cơ 4 kỳ, dung tích 110 phân khối, làm mát bằng dung dịch động cơ này sử dụng bộ chế hòa khí, cho công suất cực đại 6,6 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 7,3 Newton tại 4.500 vòng trên phút, kết hợp hộp số 4 cấp. Hiện tại vẫn chưa rõ giá bán của Daiichi Sirius 110Z. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu được giới thiệu tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, Daiichi Sirius 110Z hứa hẹn sẽ đắt hàng không kém những cái tên như Yamaha Sirius hay Honda Wave Alpha.